góc vườn âm nhạc. Comme un enfant que l'on prend par la main et qui soudain comprend que son histoire est loin, qu'il ne sentira plus la chaleur de ses mains, se cache dans des jeux incertains. Tại Pháp, Patrick Fiori là một gương mặt khá quen thuộc do anh thành danh cùng thời với Garou trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Trong vòng hơn 2 thập niên, anh đã cho phát hành 11 album phòng thu, hợp tác với nhiều nghệ sĩ hàng đầu kể cả Johnny Hallyday và Jean-Jacques Goldman. Tuyển tập vừa được trình làng mang tờ đề Patrick Fiori La Selection. Album chọn lọc này là một bộ đĩa 3 CD bao gồm tổng cộng 35 bản nhạc ghi âm trong giai đoạn gần 20 năm hát solo. Comme le ferait le vent sur tes cheveux défaits, grandir prendra du temps, mais en terre la vie reste un jeu pour les grands. Et toi, Michel, tu n'es qu'un enfant. Patrick Fiori nổi tiếng vào năm 1998 nhờ diễn một trong những vai chính trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris của hai tác giả Richard Cochante và Luc Plamondon. Nhạc phẩm chủ đề Belle, tuyệt sắc, được Patrick Fiori ghi âm cùng với Garou và Daniel Lavoie, lập kỷ lục số bán với gần 3 triệu bản và từng được công chúng Pháp bình chọn làm ca khúc hay nhất thập niên 2000. Thế nhưng có lẽ vì lý do tác quyền cho nên bản nhạc này lại không xuất hiện trên bộ đĩa chọn lọc. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Un instant sans toi et je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte pas. Trên ba cùng CD, hai tập đầu tiên bao gồm những bản nhạc nguyên tác quan trọng, trong đó có những sáng tác của Jean-Jacques Goldman từng viết cho Patrick Fiori từ năm 2002 tới năm 2017. Riêng về điểm này, có thể xem Patrick Fiori là nghệ sĩ có nhiều cơ hội nhất để trình bày những sáng tác của tác giả Goldman chỉ sau thần tượng Céline Dion. Tập nhạc thứ ba quan trọng không kém trên bộ đĩa, chủ yếu bao gồm các bản song ca hoặc nhạc phẩm phóng tác. Album này phản ánh các diễn hợp tác của Patrick Fiori với nhiều nghệ sĩ khác nhau. Ngoài ra, anh còn tham gia rất nhiều album chuyên đề, vinh danh các nghệ sĩ đàn anh như Charles Aznavour, Jean Ferrat, Michel Fugain và nhất là Joe Dassin. Bản ghi âm Le Café des Trois Colombes, quán ba cánh bồ câu chẳng hạn, có thể bổ sung cho album gần đây của nam danh ca Garou, dành cho nam danh ca người Mỹ, chuyên hát nhạc tiếng Pháp. Là-bas, vous irez là, bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, la smala? Mettez-vous par là. T'es italien, toi, malien, vous serez voisin. Un jour, on s'est posé là. Sinh ra tại miền Nam nước Pháp, Patrick Fiori có hai dòng máu. Bố anh là người gốc Armenia, còn mẹ anh đến từ đảo Corse. Anh mê ca hát từ thời thơ ấu, bắt đầu biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi. Khi tới năm 14 tuổi thì Patrick đã chọn tên của mẹ làm nghệ danh và bắt đầu đi hát trong các quán nhạc. Trong thổ ngữ đảo Corse, Fiori có nghĩa là bông hoa, dễ đọc và dễ nhớ hơn là họ của bố anh. Chính với hình tượng của quê mẹ là đảo Corse, Mama Corsica, Patrick Fiori đại diện cho nước Pháp nhưng cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision năm 1993. Tuy chỉ về hạng tư trong số 26 thí sinh tham gia, nhưng giọng ca của anh thực sự thu hút sự chú ý của giới chuyên nghiệp. Tới năm 1998, khi giọng ca này đăng quang nhờ vai diễn trong Nhà thờ Đức Bà Paris, thì Patrick Fiori thật ra đã có hơn 10 năm tay nghề. Từ năm 2002 trở đi, khi hợp tác với Jean-Jacques Goldman, anh đã tìm thấy một ngoại bút sáng tác có tầm cỡ hàng đầu, giúp cho anh phát huy toàn bộ sở trường.
Nhờ có chất giọng tenor khỏe khoắn, anh có thể sánh ngang hàng với những danh ca cùng đứng chung sân khấu như Johnny Hallyday hay Florent Pagny. Ngoài âm vực rộng, chất giọng của anh còn có nhiều âm sắc phong phú, hợp với nhiều thể loại từ dân ca truyền thống, bán cổ điển, nhạc Latin hay nhạc phim trữ tình. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. Le monde n'est pas prêt pour nous. Il dirait tout simplement que nous sommes fous. Parle plus bas, mais parle encore de l'amour fou, de l'amour fort. Parle plus bas, car on pourrait bien nous surprendre. Tu sais très bien qu'il ne voudrait jamais comprendre que dans nos cœurs, moi j'ai trouvé ce que le monde refusait de nous donner. Song song với sự nghiệp ca hát, Patrick Fiori còn tham gia vào rất nhiều chương trình biểu diễn từ thiện. Quan trọng nhất vẫn là các đợt biểu diễn có ghi âm và thu hình nhằm gây quỹ tài trợ các quán ăn tình thương Le Resto du Cœur. Trong vòng hơn 20 năm qua, anh hầu như đã không bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào. Và yếu tố này giải thích vì sao anh có một mối quan hệ gắn bó với tác giả Goldman, chuyên viết ca khúc Hầu Quyên Thiền giúp đỡ hiệp hội các quán ăn tình thương. Nếu như trong mắt đa số khán giả Pháp, tên tuổi của Patrick Fiori luôn được gắn liền với đảo Corse, tiêu biểu qua sự thành công của hai album chuyên đề Corsu Mezu, hợp tác với nhiều nghệ sĩ chuyên hát dân ca đa âm đến từ hòn đảo này. Thì đổi lại, trong mắt người hâm mộ từng theo dõi giọng ca này từ nhiều năm qua, Patrick Fiori có lẽ là nam ca sĩ hàng đầu gốc Armenia, hát tiếng Pháp rất trội. Anh xứng đáng kế thừa bậc thầy Aznavour từ khi nam danh ca người Pháp gốc Armenia nổi tiếng nhất thế giới đã vĩnh viễn từ giã cõi đời. Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent, le bonheur passé par la Lorraine. Elle s'en est allée suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent les miens. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café de Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On se sentait seul au monde.